Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chán quá à. Sáng giờ ngồi câu cá mà câu không được con nào á chị ta. Sao mà tôi câu dở dữ vậy trời. Hay, mệt ghê trời. Không biết con cá nào cắn câu không. Cắn câu giùm cái đi, tôi đem về nấu canh chua ăn coi. Ôi, con con cá bơi đến, con cá bơi đến. Ủa, sao đâu vậy? Ủa, sao bà câu hay quá vậy? Ủa, cái gì kỳ vậy? Bà Sam bà câu được nguyên con cá to đùng luôn. Còn tôi câu được có đôi giày các bạn ơi. Trời ơi. Giờ ông Toàn câu được đôi dép không vậy? Trời ơi, nhìn tôi nè. Trời ơi, Sammy câu được quá trời cá luôn bạn ơi. Ôi trời, mưa luôn rồi kìa. Trời ơi, ông trời ơi. Bây giờ ngay cả ông trời mà cũng khóc vì con. Bởi vì con không câu được cá đúng không ông trời? Con biết là ông trời cũng khóc vì con bà đúng không ông trời? Ủa gì kỳ vậy? Sao mới trời mưa cái thành mưa rồi? Trời ơi, tôi không ngờ luôn ông câu gã vậy. Biết gì tôi đi câu mình chứ rồi. Nè, đừng có nói vậy nha. Chẳng qua là hôm nay tôi nhường Sam thôi. Yeah. Chứ bình thường á, tôi câu được nhiều cá lắm luôn á. Đừng đùa. Trời ơi, câu được nhiều cá. Câu mỗi đôi dép mày đặt nó nhiều cá. Vừa thôi chứ. Ủa rồi câu được đôi dép rồi sao? Trời ơi, bà có câu được đôi dép như tôi không? Mang đôi dép vô chân cái đi hả? Không có đôi dép mới hả? Trời ơi. Thôi tôi nói bà nghe này nha. Tôi á là bình thường á, tôi không thèm đi câu mấy con cá bé tí tẹo trên tay của bà đâu. Tôi là tôi câu là toàn câu cá mập không á, cá dâu yêu á, ghê không? Cái mập cá dâu ấy à? Thôi ơi ông ơi. Đúng rồi. Chưa kể nha, tôi nói là biết là hôm trước tôi còn câu được nàng tiên cá luôn á, đừng đùa. Nàng tiên cá hả? Không nè. Cơ luôn à. Cá thường câu không được bị đặt nói câu nạt tiên cá đúng không? Bây giờ ông nói được đúng không? Bây giờ ông ngon câu cho tôi xem coi. Ủa bình thường có nàng tiên cá, còn hôm nay là chủ nhật cho nên nàng tiên cá đi siêu thị rồi, không có nhà nên không câu được đúng không? Nói chuyện nghe mắc cười quá vậy đâu, mấy xạo nó dắt rồi tôi không tin đâu. Ê nè, cái gì mà không tin? Tại sao bà không tin? Trên đời này là có người cá thiệt đó nha. Thôi ông ơi, nàng tiên cá có trong chuyện cổ tích thôi mà, mày đặt câu ngoài đời thôi, tôi không tin đâu. Rồi được rồi, bà nói vậy đúng không? Bà chờ đó, bây giờ tôi cho tôi 3 ngày vậy, tôi kêu nàng tiên cá tới đây cho bà coi. 3 ngày vậy? Đúng rồi. Cho một tuần luôn cho ông kêu thoải mái làm sao rồi. Vậy đúng không? Rồi ok, bà để á, tôi đi, tôi đi về nhà tôi kiếm nàng tiên cá để bà coi, bà kêu không có vậy được. Cười quá à. Ok, bà cứ cười đi, bà cứ cười, tính ra mình nói gì thôi chứ không biết nàng tiên cá kiếm đâu vợ bạn chết rồi giờ sao ta? Nàng tiên cá hả? Nàng tiên cá bây giờ kiếm ở đâu ta? Thôi cứ về nhà lên trên mạng kiếm thử. Yeah. Biết đâu có đúng không? Trời ơi. Trời ơi, từ sáng đến giờ tìm ở trên điện thoại, tìm hoài mình search Google tìm hoài mà từ nãy giờ vẫn chưa thể nào tìm ra được làm cách nào để biến thành người cá hết đó bạn ơi. Từ sáng giờ tìm muốn nổ điện thoại luôn mà chưa tìm được nè. Để xem coi có hình. Hình như có cách này nè. Từ để mình đọc thử coi. Cách để biến thành người cá là bạn hãy ăn cá thật là nhiều vào. Trời ơi, tào lao ăn cá cái biến thành người cá. Vậy chẳng lẽ là tôi ăn thịt khủng long cái tôi biến thành con khủng long? Trời, tao lâu quá. Bây giờ làm cách nào biến thành người cá đây ta? Nếu như bây giờ không biến thành người cá được á nha, là bà Sammy bà sẽ cười mình cho mà coi. Cái bà này bà nói là trên đời người cá không có thật. Mà tính ra người cá đâu có thật đâu ta. Cũng đúng mà. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm cách. Khoan từ, cái gì đây? Ủa, cái gì mà ai dán quảng cáo tùm lum tùm la xung quanh đây vậy ta? Ủa cái gì mình đọc hết coi. Thuốc hóa người cá. Ủa cái gì kỳ vậy? Tính ra mình mới vừa nói xong cái tự nhiên ngoài đây có luôn. Ủa, cái gì ghê vậy? Từ đi xem coi. Thuốc hóa người cá. Một cái bình thuốc khi mà uống vào sẽ biến thành người cá. Wow, trời ơi, cái gì mà hay quá vậy? Trời, vậy là có cách rồi các bạn ơi. Trời, vậy là bà Sam bà không thể nào cười mình được nữa. Ok, để xem coi bao nhiêu tiền nè. 500 đô. 500 đô nếu mà tính ra tiền Việt Nam là cũng phải hơn 10 triệu. Cái gì? Hơn 10 triệu cho một cái bình thuốc biến thành người cá hả trời? Giờ làm cách nào mà có được 10 triệu? À đúng rồi. Hay là mình bán cái điện thoại mình để mình mua ta. Mà cũng không được, cái điện thoại mình cùi bắp mà cũng đâu có nhiều tiền đâu. Bán nhiều khi không biết được nổi một kim cương không nữa chứ đừng có nói là 500 đô. Chưa kể nha, là nếu như mình bán điện thoại đâu mà mình đặt hàng. Để xem coi. Thôi được rồi. Để cho bà Sam bà không cười mình thì mình sẽ đi làm kiếm tiền, kiếm làm sao có được 10 triệu để mình mua thuốc biến thành người cá, biến thành người cá cho bà xem cho bà lé mắt luôn. Ok, vậy đi, cứ chờ tôi đó, đừng có bán chai hết nha. Được rồi, bây giờ đi tìm cái công việc đó làm kiếm tiền để mua thuốc biến thành người cá mới được.
được, đi thôi đi thôi. Rồi, ok bạn ơi. Và hiện tại thì mình đã đến được chỗ để câu cá ở đây. Xin giới thiệu bạn, đây chính là một khu câu cá rất là lớn, rất là to luôn. Thì lý do vì sao mình tới đây bạn biết không? Đó, hồi nãy mình có nói với bạn là mình muốn kiếm tiền để mình có thể mua thuốc, chế tạo thuốc biến thành người cá luôn á bạn. Nhưng mà mình nghèo quá. Mình nghèo, mình không có tiền bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình mới quyết định là mình sẽ đi câu cá để kiếm tiền. Các bạn biết sao mình quyết định là câu cá không? Tại vì bên này đó bạn nhìn là đây, có một cái bạn ở đây có rất là nhiều loại cá quý hiếm luôn và bán được rất là nhiều tiền. Có con cá này bán được đến tận 2.000 luôn nè bạn ơi, 2.000 xu luôn. Trời quá đã, quá đã. Nhất định là mình sẽ có thể đủ tiền để mình mua thuốc biến thành người cá. Đó. Và đặc biệt hơn nữa nha, ở bên đây câu rất là dễ luôn bạn. Các bạn nhìn mình nè, mình chỉ cần rồi xong mình té xuống biển luôn. Lại chạy. Câu cá mà té xuống biển luôn. Rồi ok bây giờ nè, quăng cần câu nè. Đó là ngay lập tức mình sẽ hất cái cần câu đây và kéo một con cá lên. Yes, mình đã có được một con cá. Bây giờ mình sẽ đem con cá qua đây và mình bán nha các bạn nha. Ok, vô đây nè. Đấy, mình sẽ bán con cá này. Ok, con này là cá hiếm luôn các bạn ơi. Bán nè thì mình sẽ được 200 xu. Ok, 200 xu mình có thể qua bên đây để mình mua thêm, nâng cấp thêm đồ cho mình. Ok, nâng cấp. Rồi, nâng cấp lên xong rồi nè. Bây giờ mình đến mình câu tiếp các bạn ơi. Ui, có nhiều người tới đây câu chung với mình ghê luôn nè các bạn. Wow, ui có anh này mặc skin nhìn ngầu quá vậy ta. Wow, skin đúng ngầu luôn bạn. Các bạn có biết đây là skin của nhân vật nào không? Ồ, ngầu dữ trời. Ok thôi, để mình đi câu cá tiếp thôi chứ nó là không có tiền bây giờ. Đó, quăng qua đây. Mình quăng xa đến chỗ cá hiếm luôn. Yeah, mình câu được con cá hiếm nào không ta? Để xem coi. Câu một lần được 3 con cá luôn. Oh my god, trời, cái cần câu của mình xịn như vậy. Mình sẽ vô này xem coi. Wow, mình câu được một con cá huyền thoại. Oh my god, bên này là cá hiếm nè. Và cá này là cá dởm hay không xịn đâu, nhưng mà con cá này là baby fish. Oh, cá em bé bạn ơi, cá huyền thoại luôn. Bán hết. Đó, sau khi bán xong mình sẽ vô đây, mình sẽ mua thêm. Rồi, ok. Ra câu tiếp. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, bạn coi nè, mình mới câu được một cái con cá nó có cái đầu màu đỏ y hệt như cây ron luôn bạn ơi. Quả tóc màu đỏ cháy thật sự, cái mặt của nó cũng giống cây ron nữa. Còn bên này á là một con cá nhìn y hệt như là cá mập luôn bạn ơi. Chắc cái này mới đúng là Sammy nè. Hình như bên này họ còn bán cả cần câu mới nữa bạn. Ok được, mình sẽ mua cho mình một cái cần câu mới xịn hơn nha bạn nha. Đây, không cần phải câu cá bằng cái que cùi bắp nữa. Ok được rồi, ném thử coi. Ui, rồi để câu được cá gì em ta, xem thử coi nha bạn nha. Đấy, kéo lên nè. Cũng được nhiều cá xịn chứ bộ. Rồi, ok bạn ơi. Và sau 30 phút câu cá vô cùng siêng năng của mình thì mấy bạn nhìn đằng sau lưng của mình nè. Đằng sau lưng của mình là có rất là nhiều cá bơi sau lưng của mình luôn nè, bạn thấy không? Đó. Và chưa kể như vậy đâu nha. Và mình đã qua được cái màn bên này rồi. Và mấy bạn thấy không? Cái cần câu của mình cũng đổi qua được cái cần câu xịn hơn rồi hả bạn. Và mình đã câu được rất nhiều cá và kiếm được rất là nhiều tiền luôn bạn ơi. Vậy là coi như là mình sắp có tiền để mình mua thuốc, chế tạo thuốc biến thành người cá rồi đó. Ok, câu thêm số cá nè. Ok, câu vô rồi. Quá trời tiền luôn. Rồi ok. Thôi này, bây giờ mình sẽ câu thêm một chút nữa rồi mình sẽ bắt đầu qua bên Minecraft để mình mua thuốc nha các bạn nha. Rồi rồi Phan Cận, ông này là ông hôm bữa ông hứa là có nàng tiếng cá rồi, bây giờ nàng tiếng cá tôi đâu rồi? Bà muốn coi nàng tiếng cá đúng không? Được rồi, tôi là tôi nói là tôi phải làm không? Việt Nam nói là làm đó. Ok, bây giờ bà đứng ở đây đi để tôi xíu tôi kêu nàng tiếng cá tới cho bà coi nè nha. Trời ơi, như bạn thân dữ ha. Rồi cho ông xuống kêu thử coi. Ok, rồi, ok. Đợi xíu nha. Đợi xíu nha. Nàng tiếng cá ơi, tới đây đây. Rồi Sam ơi, bà để tôi xíu đi toilet xíu nha, tí nữa nàng tiếng cá bơi tới. Ok rồi, để xíu nha. Ủa gì kỳ vậy? Để xíu ơi, trời gì đâu kỳ, để xíu nha. Rồi, ok bạn ơi, và bây giờ mình đã trốn rồi nè. Bây giờ nha, mình sẽ sử dụng cái bình thuốc biến thành nàng tiên cá này và mình biến thành nàng tiên cá cho bà Sam bà lé mắt chơi bạn ạ. Ok, thử coi. Đấy, bùm xíu. Trời ơi mấy bạn ơi, không ngờ cái thuốc này hiệu nghiệm thiệt nha. Mình mới vừa chọi xuống một cái thôi là mình có được cái đuôi của nàng tiên cá luôn rồi các bạn. À, ok được rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống dưới biển, mình bơi ở chỗ bà Sam cho bà Sam bà lé mắt chơi. Ok ok, nhảy xuống. Hey. Ủa mà sao nàng tiên cá không bơi, nàng tiên cá đi bộ ta? Cái gì kỳ vậy trời? Thôi kệ đi, mình bơi cái này cho nhanh. Ok, bơi qua bên chỗ bả nè. Thấy bà Sam kìa bạn ơi, bà Sam đang trên đây nè. Bả vẫn đang tìm nàng tiên cá kìa bạn. Ok được rồi, để mình bơi tới cho bà lé mắt chơi. Lâu dữ rồi ta, có khi nào ông Phong cần lừa mình không trời? Xin chào bạn nha, xin tự giới thiệu, mình chính là nàng tiên cá nè. Wow, ôi vậy là có thật rồi nè. Ui, có đuôi nè, có đuôi nè, thấy không, có tóc luôn nè, thấy không? Không, nhìn bạn giống như là một người đó mình từng quen biết vậy ta. Mặt này có quen nè. Quen gì đâu, quen, tôi biết bạn là ai không? Không quen nha. Ok, dừng lại, đừng nghe, tôi xem coi. Tóc xanh, mắt xanh. Ủa, Phong Cận đúng không? Lâu đúng không?
Thì là tôi nè. Nhưng mà bà nhìn đi thấy không? Tôi bây giờ tôi biến thành nàng tiên cá nè, biến thành người cá nè. Vậy là tôi là người cá thật mà thấy không? Yeah. Đó. Trời ơi, tin chưa? Cũng đúng. Nhưng mà ủa từ làm sao ông có thể trở thành nàng tiên cá vậy? Nhìn thỉnh chưa? Wow. Bà có muốn trở thành nàng tiên cá cùng với tôi không? Ủa tất nhiên là có rồi, nhưng mà làm sao? Trời ơi, ok, nếu như mà Sam đã muốn thì Phong cũng sẽ giúp cho Sam trở thành nàng tiên cá luôn. Đây, xin giới thiệu với Sam. Ở đây Phong có một cái bình thuốc là thuốc hóa tiên cá. Bây giờ Phong sẽ chọi vô người Sam mà Sam sẽ ngay lập tức biến thành nàng tiên cá, hiểu không? Ủa thật luôn hả? Thôi nghe thỉnh vậy. Ôi rồi ok, hãy giúp tôi biến thành một cô nàng tiên cá xinh đẹp nha, phải đẹp nha, tôi biết chịu vậy. Ok, được rồi, đứng im nha, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, chiêu. Đó. Đẹp chưa, đẹp chưa? Tôi đã nói mà, nàng tiên cá này có thật mà bà không tin tôi. Thôi được rồi, bây giờ nè Sam, tôi sẽ đưa bà đi xuống dưới thủy cung, cho bà nhìn thấy thủy cung ở bên dưới biển luôn, được không? Ôi, tòa lâu đài dưới biển hả? Đúng rồi. Tôi chỉ xem ở trên TV thôi, cuối cùng có ngày đời hả? Đúng rồi, được rồi, bây giờ nè, bơi theo tôi. Bây giờ mình là hành người cá, mình không có sợ nước nữa không? Bây giờ mình xuống dưới đây hả? Trời ơi, thoải mái đi lúc này, tại ơi nhìn tôi nè. Ui, bơi, okay. Tôi bơi không? Thấy tôi bơi không? Đó, đã chưa? Tôi à, tôi không thấy bà bơi, tôi thấy bà đang bay luôn á. Ok, à, bây giờ bà bơi theo tôi nè, tôi với bà xuống dưới thủy cung. Đây. Tên, xin giới thiệu với Sammy, dưới này là thủy cung nè. Xịn chưa? Thấy chưa, thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, người cá là có thiệt. Phong Cận đã nói là phải làm được, các bạn hiểu không? Đó, trời. Sao? Dưới thủy cung này đẹp với sợ luôn à. Ủa, từ từ, ở dưới này có mấy người cá khác không? Hay là có mỗi ông thôi? Tất nhiên là bên dưới này phải có nhiều bạn người cá khác rồi. Nhưng mà mấy bạn đó đi siêu thị mất tiêu rồi, không có ở nhà. Không có ở nhà. Người cá mà cũng đi siêu thị nữa hả? Sao lạ vậy? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, một vài bạn thì đi siêu thị, còn một vài bạn thì vô nồi lẩu rồi. Cho nên là đừng quan tâm rồi, ok. Bây giờ bạn bơi không? Khoan được, Sam ơi, ở bên này nó có cái cổng gì nè Sam? Một cái cổng siêu to khổng lồ. Ủa, cổng nó cổng gì vậy? Tôi có không biết nữa, cái cổng gì to đùng người ta. Từ để mình bơi qua thử coi bạn ơi. Bơi qua để xem coi. Ê, cẩn thận nha, nhìn nó bự quá hả? Nhìn nè, trời ơi. Nhìn cái cổng này đúng bự luôn các bạn. Hay là bây giờ thử chui vô coi cái cổng này nó sẽ đưa bọn mình đi đến đâu, Sammy muốn không? Trời ơi, thấy ghê vậy, lỡ cổng này nguy hiểm làm sao? Lỡ nó không an toàn sao cho mình dám qua được? Trời ơi, có gì đâu mà không an toàn, nó chỉ là một cái cổng thôi mà. Được rồi, bây giờ Sammy cứ đi theo Phong, Phong dẫn Sam đi nè. Đi qua Phong, đi theo thôi, let's go. Hey. Ui. Trời ơi, mình hiểu rồi bạn ơi. Thì ra cánh cổng đó là cánh cổng giúp cho mình biến thành người cá đẹp hơn các bạn ơi. Trời ơi, thiệt. Ủa, mà khoan từ, sao tôi nhìn cái mặt tôi kỳ vậy? Ủa, sao, ủa, tôi nhớ là ở bên Minecraft nhìn cái mặt của tôi cũng đâu có phải là xấu trai em đâu. Mà sao qua bên đây nhìn, trời, sao nhìn cái mặt của tôi thấy ghê vậy trời? Ủa, nhìn mặt tôi nè, thấy không, nhìn tôi dễ thương bao nhiêu, nhìn ông thấy ghê bấy nhiêu luôn á. Ủa, sao Sammy nhìn dễ thương mà sao nhìn mình thấy ghê quá vậy bà? Trời ơi, trời. Thôi nhưng mà không sao, dù gì cũng biết thành người cá phiên bản gọi là siêu HD, siêu đẹp bởi bạn ơi. Từ bây giờ bọn mình sẽ đi khám phá thử cái thủy cung này, coi bên dưới này có gì nha bạn nha. Ok, đi hả Phong nè, Sam ơi, qua đây. Ê, tôi đang xem nè. Wow, quá trời, nhà luôn, nhà đi cá có trên nhà luôn nè. Đúng rồi, ở bên dưới đây hơi bị đẹp luôn bạn ơi. Ok, từ để coi xung quanh đây có gì lạ, mình vô mình xem thử. Ui, bên này nè Sam, bên này nè, có một cái nhà gì nè. Ê, để mình chui thử cái nhà thử nha bạn nha, có cái cửa nè, chui thử coi. Ok, đi vào đây. Wow, ở trên đây là nguyên một cái căn nhà đẹp ơi, đẹp luôn nè Sam ơi. Wow. Cái hình như là chỗ làm tóc của người cá không ơi, như vậy á. Chỗ làm tóc nè, đúng không? Chỗ làm tóc cho người cá hả? Ủa phải không? Từ từ để tôi leo thử coi. Ủa, ngồi đi. Ui, cái chỗ này là chỗ làm tóc cho người cá nè bạn. Wow, các bạn nhìn cái tóc của mình có thể đổi màu cái tóc của mình được nè bạn. Đẹp dữ ta, trời, nhộm thêm thử coi. Bên này là nhộm tóc nè, còn bên này là gì đây, để mình vô xem thử coi. Bên này là trang điểm mấy bạn ơi, chúng ta có thể trang điểm. Ôi trời, sao trang điểm xong nhìn cái mặt tôi thấy ghê trời. Ok, đây chỗ này là chúng ta có thể trang điểm nè, nhưng mà cái này là tôi trang điểm tôi thành con gái luôn á mấy bạn ơi. Trời ơi, thiệt luôn á trời, có sơn môi luôn nè Sam ơi, ghê thiệt. Trời ơi trời, mình đi qua bên chỗ khác đi. Chỗ này là chỗ làm tóc cho người cá dành cho con gái mà, đâu có hợp với tôi đúng không? Được rồi, bây giờ mình bơi chỗ khác thôi coi, bơi chỗ khác coi. Wow, còn bên này là gì đây ta? Theo như mình nhìn ở xung quanh đây thì mình đoán đây chính là một cái quán cà phê các bạn ơi. Yeah. Ui Sam ơi, bên này cũng có mấy cái bạn người cá khác nữa nè. Wow, trời ơi, đẹp thật sự luôn. Có bạn này là người cá gì đang thui lùi vậy? Bạn này là cá gì vậy? Cái này là nàng tiên cá lóc hả? Hay sao mà đang thui lùi vậy?
Ok, từ để mình xem coi. Bên dưới này, ui, có cái ly cà phê nè. Tôi đang cầm cái ly trên tay nè Sam. Vậy là mình có thể lấy được cà phê hả ta? Từ để mình qua thử coi. À, cái ly cà phê của mình đang nằm ở trong đây. Hình như mình lấy được cà phê rồi. Trời ơi, ngon dữ trời, nguyên ly cà phê luôn. Từ bên đây có topping gì không ta? Ủa sao bên đây có cái chai tương ớt với lại cái chai tương cà. Phải không? Cái này đâu phải phở đâu ta. À, cái này là sô cô la. À, cái này là caramel với lại sô cô la. Được, bỏ vô thêm. Rồi, bỏ vô. Rồi, bỏ sô cô la vô nữa nè. Wow, trời ơi, nhìn cái ly cà phê của tôi hơi bị ngon luôn Sam ơi. Trời ơi, có sô cô la lại kem nữa nè. Trời ngon quá. Yeah. Sam đâu rồi? Sam đâu? Tôi đang ngồi đây, tôi đợi ông nè, em thấy không? Nó đang ngồi đợi luôn. Uống cà phê nè, đây nè. Đâu, tôi thấy bà đâu? Đây nè, ông thấy tôi đây. À, đây, 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 thấy Sam mà, thấy Sam mà. Đây, đây, ngồi đây, đây. Đây, tôi mặt vậy thương không? Đó. Hey, Sammy à, ngày hôm nay nàng tiên cá Sammy và nàng tiên cá Phong Cận đã cùng nhau đi uống cà phê. Và nhìn Sammy rất xinh đẹp. Mấy bạn nhìn đi, đây, đây chính là khuôn mặt của Sammy. Dễ thương không? Nhìn rất dễ thương và xinh đẹp. Còn đây chính là khuôn mặt của tôi. Hay ghê. Cãi tôi, cái mặt tôi thấy ghê, cãi tôi trời. Bà vô duyên quá, đi, tính đi, ra mà làm tóc gì kỳ vậy? Tôi hẹn hò tôi diện với dữ rồi ông ấy, thấy ghê không? Ơi, tính ra là nhờ tôi bà mới có thể biến thành người cá đó. Ở đó mà chơi tôi xấu trai hoài đi. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập ngày hôm nay mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã cùng nhau biến thành người cá. Và bây giờ thì mình đã thực hiện được cái lời hứa mình dành cho Sammy nè. Bây giờ tin tôi chưa? Hả? Tin rồi, trời ơi, tôi không ngờ là người cá thích đến vậy luôn á. Vậy là tôi muốn làm người cá hoài luôn á. Trời ơi, đó, ok. Và coi như video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên, thôi tôi không muốn quay cái mặt của tôi ở đâu, nhìn thấy ghê quá, tôi sẽ quay khuôn mặt của Sam cho đẹp. Ok. Và đừng quên hãy để lại một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hello team, hello team.